Dạ rồi, xin mời anh Hoan, xin mời anh Viễn. Đâu này lúa nhà cầm được mà. Thưa quý vị, và chúng tôi vừa biết được rằng ngày hôm nay là có Harry đang xuất hiện ở đây ạ. Harry đang ngồi đâu ạ? Harry ạ. Rồi xin mời luôn ạ. Xin mời Harry sẽ cùng tiến lên đây ạ. Lên chung vui cùng với lại anh nè. Đây là ống trong chương trình. Dạ rồi, xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng dịp cho một tấm hình ạ. Mình đứng xếp vào gần nhau xíu ạ. Dạ rồi, để cho đủ hoa ạ. Rồi. Chụp lại ạ, cái đẹp ạ. Chụp lại. Dạ rồi, một lần nữa xin được cảm ơn nhà diễn viên của chúng ta rất nhiều vì những nỗ lực mà tất cả các anh chị đã dành cho Tất Rừng Phương Nam. Cảm ơn các anh chị, xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, xin được cảm ơn anh Trí Viện, xin được cảm ơn anh Hoa. Và thưa quý vị, ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ một lần nữa nhìn và chúng ta sẽ được hẹn gặp lại nhau vào những hoạt động tiếp theo cùng với lại Tất Rừng Phương Nam. Một lần nữa xin chào. Vì thích thôi. Thật ra là mình làm cái gì trên đời này cũng vì mình thích cả. Mình là một người sống rất là bản năng và rất là nghệ sĩ tính, cho nên là mình sẽ tôn trọng cái cảm xúc của mình nhiều nhất. Cho nên khi mình thích cái gì thì mình sẽ làm cái điều đó trước. Cái dự án này khi mình nghe thôi là mình đã muốn nó được xảy ra rồi. Là bởi vì hồi nhỏ mình cứ đi học về, cái mình nghe cái đoạn nhạc tăng 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 là mình đã thấy nó đã rồi. Là cứ ngày xưa có chuyện gì xảy ra là nó phải có cái đoạn nhạc đó, nó giống như là slogan vậy đó. Thì mình rất là thích cái phim Đất Rừng Phương Nam, Đất Phương Nam ngày xưa gọi là Đất Phương Nam. Thì cứ chờ tới phim nó ra thôi. Và nó giống như, ví dụ như mình nói là bên Trung Quốc người ta đợi từng tập của Tây Du Ký, thì ở Việt Nam mình đợi từng tập của Đất Phương Nam ra để mà coi. Thì nó là một cái ký ức rất là lớn của rất là nhiều người. Cho nên mình nghĩ là, ô, bây giờ anh Hoan với Dũng nói thầm tham gia này với anh không? Cái mình suy nghĩ, ủa sao hai không chịu là nó chọn làm một cái chuyện mà nó khó dữ vậy? Tôi nói trời, làm cái phim này cổ trang mà còn lịch sử nữa, bao nhiêu cái khó khăn tiền bạc. Xong cái mình đọc kịch bản thì mình thấy wow, thú vị nhiều nha. Thì mình nghĩ là đây á, nó chính xác hơn á, nó không phải là mình chuyển thể từ hoàn toàn cái nguyên tác của nhà văn Đoàn giỏi, mà
cái này là một câu chuyện được inspired by, có nghĩa là mình lấy cái cảm hứng từ cái câu chuyện đất phương Nam đó, mình chế tác nó ra một cái câu chuyện thú vị về cái cậu bé An đi tìm cha. Thì trên đường bạn ấy đi tìm cha thì những gì hấp dẫn sẽ xảy ra trên con đường đó, và thông qua cái con đường đó thì mình thấy được bối cảnh lịch sử, mình thấy được những con người và cảnh đẹp của miền Tây và miền đất phương Nam. Đó là nội dung của bộ phim. Thì mình muốn cái này nó xảy ra, và mình nghĩ là nếu như mà những cái người này không chọn làm những cái này thì rất là ít người họ dũng cảm để làm. Thì mình tôn trọng và mình quý cái ý tưởng lớn đó, cho nên mình muốn nó được xảy ra, cho nên là Thành tham gia ngay. Và trong bộ phim này thì Thành có tham gia góp ý để xây dựng câu chuyện của kịch bản, tham gia coaching cho các bạn diễn viên diễn xuất ở từng cái phân đoạn, và mình cũng có một chút tham gia trong việc dựng phim, và bộ phim này mình cũng dựng. Và nói chung là mình cũng cố gắng làm hết những gì mà mình có thể được phía một nhà sản xuất và PR marketing và một diễn viên, có nghĩa là cái gì mình làm được thì mình cố gắng mình làm, tại vì mình không có quan trọng là mình đóng góp bao nhiêu tiền ở trong đó, dù là một cái dự án mà mình đóng góp ít hay là đóng góp nhiều thì mình cũng rất là muốn được làm những cái gì mà tốt nhất trong cái vai trò, cái khả năng của mình có thể, mà anh Dũng hay là anh Mang tin tưởng thì mình được cố gắng muốn làm tốt nhất. Thì hy vọng là với cái sự góp mặt của Trấn Thành và những cái kinh nghiệm của mình có để bổ sung vào trong đó, thì hy vọng rằng là với cái sự cực khổ và góc nhìn tổng quan của anh Dũng thì mọi người có thể thấy được đây là sự kết hợp của hai anh em tôi lần đầu tiên, thì hy vọng nó sẽ tạo ra một cái gì đó đặc biệt một chút. Hy vọng mọi người thích nó. Nó sẽ có cái kịch tính của đúng một cái bộ phim mà mọi người muốn ra rạp, muốn được theo dõi. Nó không chỉ là ca ngợi con người và cái cảnh đẹp của đất nước phương Nam, dĩ nhiên nó là một phần phải có trong đó, nhưng chắc chắn mọi người sẽ có được cái mà mọi người muốn, đó là đến xem bộ phim nó bất ngờ, nó kịch tính và nó hấp dẫn. Dạ, đó là những gì muốn chia sẻ. Hỏi hai phim đều là có cảnh chiến tranh, thật ra cũng muốn né mấy cảnh khó lắm nhưng không có né được, tại vì cái câu chuyện nó đòi hỏi những cái cảnh đó thì mình phải làm thôi. Nhưng mà nói cho ngay thì Dũng cũng trong cái nhà truyền thống, ba má cũng có tham gia trong cái những cái cuộc chiến, thì ba Dũng cũng có kể về những cái tình tiết hồi chiến tranh với góc nhìn của ông, thì mình cũng thấy cái đề tài chiến tranh là một cái đề tài cũng rất là hay, bởi vì khi người ta đứng trước sống chết, nó cũng có rất là nhiều cái điều để chúng ta ngẫm nghĩ. Và thật ra những cái cảnh chiến tranh Dũng làm nó cũng để mô tả một cái thân phận, một cái góc, những cái nhân vật ở trong đó, chứ cũng không hẳn là những cái cảnh muốn làm một cái phim chiến tranh một cách hoàn toàn ai đúng hay sai. Thì mình thấy đó, cái điều đó nó cũng là một cái điều thú vị trong cái nghề nghiệp. Thì nội dung phim nó cần có thì mình phải ráng mình làm thôi, chứ cũng không có những gì mà ghê gớm đâu. Thật ra tỷ lệ mà tới 11 phim thì mới có 2 phim chính, 2 cảnh, thì nó cũng không phải là tỷ lệ nhiều. Ok, cảm ơn.